này đúng là lạc vào thế giới đồ chơi nè. Trời ơi, con ngơ ngác nè. Ghiền quá, ngắm tới ngắm lui hoài. Nhưng mà hứa ông anh hai rồi, không mua mà, nên đâu mua ha. Robot khổng lồ đẹp hết con ha. Anh Bảo đã hứa anh hai là không mua, là không mua, giữ đúng lời hứa. Ồ, đẹp quá con ơi. Bộ quay vòng vòng nè. Khu trải nghiệm nè. Nhân vật chính, người mê Lego. Ủa này là gì đây con? Xe này xe trượt thông minh nè. Đâu? Xe Copter Mini 200 cành. Chiếc này 500 nè. Đẹp con ha. Bé đòi đi khám phá mọi người ơi. Thiên đường đồ chơi của em bé mà. Theo ổng luôn, theo ổng luôn. Bên đó đồ chơi bé gái á. Ở đây nè, có nè. Ghiền chịu gì nổi ha. Đẹp, này là 349 cành nè. Ôi trời ơi, đắt, đắt, đắt. Đẹp mà. Hả? Bên đây có cái này nè. À, Lego khủng long hả? Không. Ở này có bộ cơ chỉ động luôn nè. Sao mà đẹp quá trời thiệt. Con nào cũng có. Spinosaurus. Ủa xe nhỏ nhỏ này là 129 ngàn này con. Khoan đã. Là bao con nè. Con này là đúng không? Tự nhiên nó ngất đầu lên rồi sao? Kéo lên kéo xuống là do mình. Nhìn sướng con mắt ha, bảo em ha. Quá sướng luôn. Chỗ nào cũng là đồ chơi. Rồi bye bye đi con. Bye bye.